Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục học tập trích đoạn tiếp theo, chương thứ nhất, Ti Nhược. Chúng ta cùng xem câu tiếp theo. Tam giả, cái nữ nhân chi thường đạo, lễ pháp chi điển giáo hỷ, khiêm nhượng cung kính, tiên nhân hậu kỷ, hữu thiện mạc danh, hữu ác mạc từ, nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược úy cụ, ti nhược hạ nhân. Tạm dịch là: ba điều trên là thường đạo của phụ nữ, là cái gốc để lập thân của người nữ, cũng là lời dạy kinh điển từ xưa đến nay về mặt lễ nghi phép tắc. Làm phụ nữ thì phải khiêm hạ, nhẫn nhường đối với người cung kính. Khi gặp việc tốt thì luôn nhường người lên trước, mình lui lại phía sau. Dù bản thân làm điều tốt cũng không được khoe khoang, tự mãn. Còn làm việc sai thì không được thoái thác trách nhiệm. Hàm dưỡng đức nhẫn nhục, không tranh biện với người, thường giữ tâm kính sợ, dè dặt, cẩn thận. Nếu có thể thực hành không mỏi những việc trên thì đã tận đạo nghĩa ti nhược, khiêm nhường rồi vậy. Ba điều này là thường đạo của phụ nữ. Chữ thường này có hàm nghĩa rất sâu. Thường nghĩa là gì? Có thể siêu vượt thời gian, không gian. Vào thời xưa và thời nay không hề thay đổi, vẫn như vậy nên mới gọi là thường. Nếu thời xưa là một kiểu, thời nay là một kiểu thì không gọi là thường. Phụ nữ thời xưa có thể sinh con, nam giới không sinh được, hiện nay cũng là như vậy, không thay đổi. Còn bản tính thì sao? Phụ nữ thời xưa giữ bổn phận, thời nay cũng nên như vậy, cũng không nên thay đổi. Nếu như thay đổi thì nói lên điều gì? Giáo hóa đã mất rồi, phong tục thế gian đã xuống cấp rồi, mọi người đã bắt đầu quên mất rồi. Giống như là khắp cả mọi người trên đường đều đi ăn trộm, mà không cảm thấy ăn trộm là một việc đáng xấu hổ. Mọi người đều làm như thế cả. Hiện nay, nếu như có công ty nào mà không trốn thuế, gian lận thuế, thì cảm thấy đó là một việc bất khả tư nghị. Mọi người đều làm như thế cả. Nếu như mọi người trên đường đều nhai kẹo cao su mà bạn không nhai, thì mọi người cảm thấy bạn rất kỳ lạ. Vấn đề là ở chỗ này. Thế nên, chúng ta hiện nay nên đem thường đạo nói ra để mọi người đều biết cái gì là thường đạo của phụ nữ. Lễ pháp chư điển giáo hỷ. Điển giáo là chỉ lời dạy trong kinh điển. Sự giáo hóa của kinh điển. Kinh điển vĩnh cửu bất biến với thời gian. Chỉ vì người thời nay chúng ta hiểu sai, không hiểu được hàm nghĩa chân thật của tổ tiên, rồi đem ý của chính mình thêm vào ý của tổ tiên mà nói thì sai mất rồi. Ba điều này. Điều thứ nhất là ti nhược. Trong hết thảy giáo dục nữ đức thì khiêm hạ là căn bản của căn bản. Khiêm nhượng, cung kính. Chữ khiêm có nghĩa nhường và kính ở trong, đồng thời còn có nghĩa không tự mãn. Chân thực khiêm nhường, cung kính là chỉ cho điều gì? Làm thế nào làm được khiêm nhường, cung kính? Từ đâu mà bắt đầu làm? Tôi xin chia sẻ với mọi người là từ hiếu đạo mà bắt đầu làm. Chúng ta nói bách thiện hiếu vi tiên. Hạt nhân của văn hóa truyền thống là bốn chữ này: hiếu thân tôn sư. Đối với cha mẹ, trước tiên phải hiếu kính, hiếu thuận. Sau đó đối với tất cả trưởng bối, thầy cô giáo đều tôn trọng, cung kính, lễ phép. Nhưng trong cuộc sống thực tế, chúng ta rất khó thực hiện. Giảng đạo lý thì rất dễ, lúc giảng bài thì đều giảng rất quy củ, nhưng đến khi thực hành sẽ phát hiện có rất nhiều việc không dễ làm. Nguyên nhân không làm tốt được là do đâu? Không phải chúng ta xung đột với cha mẹ, với xã hội, hoặc là xung đột với bất kỳ người nào. Suy cho cùng là do tập tính của chúng ta có xung đột và mâu thuẫn với tự tính của chính mình. Học tập thánh hiền chính là làm cho tập tính của chúng ta quay trở về với tự tính.
không còn có xung đột, mâu thuẫn. Chúng ta trước tiên cần hỏi chính mình, có thực sự muốn học tập giáo huấn của Thánh Hiền hay không? Nếu như thực sự muốn nâng cao bản thân, thì đối với hết thảy pháp, đều dùng tâm cung kính mà cầu. Gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nếu không có tâm chân thành cung kính, thì sẽ không học được thứ gì, đều là cái học nông cạn, học cái văn chương ở trên bề mặt. Thế nào là chân thành? Tiên sinh Tăng Quốc Phiên có một câu chú giải rất hay. Chân tức là không vọng, vọng chính là tâm hư giả, thành tức là một niệm chẳng sinh, không có cái tâm tạp niệm, không nghĩ cái này, cái kia. Chúng ta muốn tận hiếu với cha mẹ thì đừng nghĩ đến điều gì khác, chỉ một mực làm là được. Nếu như lại nghĩ thế này thế kia, nghĩ em trai mình thế này, chị gái mình thế kia, thì chính mình sẽ không làm được. Rồi lại nghĩ tiếp, xã hội này như thế nào? Tổ tiên có một câu giáo huấn rất hay, không thấy lỗi của người. Nếu chân thật là người tu đạo, không thấy lỗi của người, nếu nhìn thấy lỗi người, thì chính mình cũng sai. Đây là câu nói của Lục Tổ Huệ Năng. Bạn đã nhìn thấy lỗi lầm của người khác chưa? Nói thật ra, nếu như không thấy, trừ phi là bị mù mắt hoặc là người vô tri, người đó rõ ràng đã phạm lỗi mà bạn nói là không nhìn thấy. Mắt đã nhìn thấy, nhưng trong tâm không hề động chút ý niệm, bất luận là cha mẹ hay là người bên cạnh. Đối với những lỗi lầm mà họ đã phạm, đừng để tâm của mình bị tác động. Hễ động tâm thì phiền phức rồi. Chính mình cũng không cần đi phan duyên, cứ muốn đi giúp đỡ người. Kỳ thực, người cần giúp nhất là chính mình. Thử hỏi chính mình xem đã thành thánh, thành hiền chưa? Nếu chưa, thì bạn rất nghèo đấy. Lúc nghèo cùng thì hãy lo hoàn thiện bản thân là tốt rồi. Nếu người khác chạy đến trước mặt nói, anh nhất định phải giúp tôi. Vậy được, chúng ta tận hết bổn phận của chính mình, cũng chẳng có gì gọi là giúp, chỉ chia sẻ với họ một chút tâm đắc của chính mình. Ngay cả tôi đây cũng không phải là cô giáo của các bạn, tôi chỉ chia sẻ tâm đắc của tôi với mọi người. Chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Không dám xưng hô là lão sư, không xưng nổi từ lão, cũng không dám gọi là sư. Hai chữ này đều không dám làm. Tự mình học tập làm sao có thể đặt lỗi lầm của người khác qua một bên. Học tập cư sĩ Hứa Triết, 113 tuổi của Singapore. Mọi người hỏi bà, khi nhìn thấy lỗi của người khác thì làm thế nào? Bà trả lời rằng, thì giống như đang đi trên đường vậy, xung quanh có rất nhiều người qua lại. Bạn nói tôi đã nhìn thấy. Ừ, thì có nhìn thấy. Bạn hỏi có lưu lại ấn tượng gì không? Người ấy như thế nào? Đều không lưu lại thứ gì cả, không biết gì hết. Toàn tâm, toàn lực đặt vào chính mình, đặt vào việc trưởng dưỡng đức hạnh của chính mình. Nếu như cả ngày chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì chính mình đã sai rồi. Bản thân mình đã bắt đầu đọa lạc rồi. Vì vậy, tâm chân thật, cung kính, khiêm nhượng chính là từ không thấy lỗi người mà bắt đầu, từ hiếu thuận cha mẹ mà bắt đầu, từ việc không nhìn thấy lỗi của cha mẹ, sau đó mở rộng ra, không thấy lỗi của chồng, rồi lại dần dần mở rộng ra một chút nữa, không thấy lỗi của cha mẹ chồng, mở rộng ra nữa, không nhìn thấy lỗi của anh chị em chồng, rồi lại mở rộng ra đến sau cùng. Bạn không còn nhìn thấy lỗi của bất kỳ người nào nữa, thì bạn đã thành thánh hiền rồi đó. Cho nên, có thành thánh hiền hay không, thì chính mình biết rõ nhất. Nếu như vẫn nhìn thấy lỗi của người, thì vẫn là phàm phu tục tử, vẫn cần phải tiếp tục tu học. Tiên nhân hậu kỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam